À, chào các bạn, mình có một cái máy chiếu LG CineBeam rất là đẹp ở đây và mình muốn trên tay cái chân cũng rất là đẹp của nó. Bởi vì cái chân nó quá đẹp cho nên mình muốn trên tay riêng và cái máy mình sẽ trên tay riêng. Bây giờ mình làm cái chân trước đi. Rồi, cái chân này được hãng VOIA làm cho LG CineBeam. Hướng dẫn sử dụng, mình coi rồi. Mình thích cái chân này là bởi vì nó được làm rất là gọn để anh em có thể gỡ ra và mang đi đó. Nhưng mà khi mà gắn lên á thì nó vẫn rất là chắc chắn và cũng rất là liền lạc ha. Đó, ba cái cây nối vô, cái phần này là chúng ta sẽ nối trên cái đỉnh ha, tại vì cái phần đó nó có cái lỗ mà tiêu chuẩn để anh em có thể gắn lên cái giống như cái tripod vậy đó. Còn phần này chúng ta sẽ gắn xuống cái đế đó. Cái lõm này là cái chỗ để anh em có thể đi dây à, chút xíu mình nói phần đi dây đó. Đây là mình sẵn xong cái cây rồi, đây là cái phần nối vào trong cái đầu để biến nó thành giống như là một cái tripod vậy, nó có một cái đầu bi ở đây ha, để anh em điều chỉnh nó dễ dàng, tương tự như là anh em xài cái tripod máy ảnh. Và nó có một cái đế ha, nặng, cần cái đế này thì nó mới đứng được. À, bây giờ mình sẽ bắt cái này lên đế, mình bắt cho anh em xem trước như vậy, chứ những lúc nào mà anh em bắt thì anh em cần phải bắt nó chính xác và chắc chắn hơn. Thì như vậy mình đã có một cái chân. Về phần cái CineBeam thì chúng ta sẽ có cái máy và nó có một cái càng để anh em xách. Tuy nhiên cái càng này cũng là cái để anh em có thể điều khiển được cái góc chiếu cao thấp, và nó là cái để anh em có thể bắt cái chân này lên. Thì LG có cho một cái phụ kiện để anh em gắn vào trong cái càng của CineBeam, và sau đó anh em sẽ bắt nó lên cái tripod nào đó, hoặc là anh em bắt nó lên cái này. Anh em bắt cái này vào đây, rồi gạt lên trên đó, nó có 500 hit, sau đó 500 để nó cố định vị trí. Còn anh em sẽ bắt siết nó vào bằng cái này. Rồi, xong. Thực chất thì hồi nãy mình gắn demo cho vui thôi. Đối với lại cái chân này á, thì cái hay ho của nó á, là nó giấu được dây điện. Tức là anh em sẽ kéo dây điện ở trong đó ẩn đi. Thì cái lý do mà người ta làm những cái ống nối với nhau như vậy á, cũng lý do là liên quan đến cái chuyện là nó giấu được dây điện ha. Mình nối dây điện hết vô, sau đó mình vặn lại là thành một cái cây. Chứ nếu mà anh em gắn cái máy này lên trên cái tripod bình thường á, thì nó cũng được thôi. Nhưng mà lúc đó nó không giấu được dây điện. Tại vì muốn gắn nó mà có trong khung hình cho anh em xem á, thì nó sẽ vướng víu xíu. Rồi, rồi. Đó. Rồi, dựng lên đây, bắt vô. Đó, họ làm rất kỹ nha anh em. Đây là cái phần mà anh em giấu bắt cái cột thôi. Thì bây giờ nguyên cái cột là không có dây điện rồi. Họ còn làm cả cái miếng cao su này nữa. Đó. Làm ăn như vậy mới được chứ. Nguyên miếng cao su này nó giấu vào trong đây. Đó, thì coi như nó liền lạc luôn ha. Phía bên trên này cũng có luôn. Em dắt cái máy lên trên nha. Nè, bên trên này cũng có luôn nè. Rồi, bây giờ mình có nguyên một cái chân rất là đẹp, dây được giấu ở đây. Và đây là cái máy chiếu. Mình sẽ gắn cái máy chiếu lên, mình bắt dây điện vô ha. Thì khi mà gắn cái adapter vào cái máy chiếu thì nó sẽ có cái đầu ren giống như là mấy cái tripod của anh em có vậy á. Em bắt vào ha, và trên cái chân này nó sẽ có một cái đầu bi, thì như vậy anh em rất là dễ dàng để anh em chọn cái góc phù hợp. Thì bây giờ mình đã gắn trên này xong rồi nè, thấy không, cái máy chiếu lên trên thế này đó, và rất là dễ dàng để di chuyển. Mình vặn cái đầu, mình có thể nghiêng các góc khác nhau, thì như vậy rất dễ cho chúng ta chọn cái góc, và cái máy này nó tự động nó canh được cái khung hình cho nó tiện hơn. Và nguyên một cái chân giấu tận dưới đây, adapter cắm điện đây đó, thì nó gọn như vậy. Thì đó là lý do vì sao mà mình thích cái chân này của một cái hãng làm phụ kiện của Hàn Quốc làm cho cái máy chiếu LG CineBeam Q. Quá đẹp. Rồi, xin cảm ơn.